Sau khi mà chúng ta tiêu diệt được nấm bệnh và sâu hại thì có lẽ bà con lại quên mất rằng chúng ta cũng cần phải cung cấp dưỡng chất cho cây để cây phát triển tốt hơn và kháng chịu lại với bệnh và sâu hại trên cây tái đi tái lại. Vì vậy, hãy sử dụng ngay sản phẩm phần bòn lá Amino G+. Đây là một loại sản phẩm cung cấp nhiều loại amino acid, đặc biệt là cấu tạo nên protein và enzyme quan trọng cho cây, giúp cây được mát cây, mập đọt, dày lá, lớn cuống, mát bông và tăng khả năng đậu trái cho cây, chống rụt bông, chống sương muối, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, giúp trái non lớn nhanh, xanh trái, chắc cuống, ngăn ngừa được các hiện tượng rụt giờ, sốc thời tiết. Một chai như này thì ta pha với 25ml trên 25 lít nước, vun qua lá hoặc tưới, định kỳ là 10 đến 15 ngày trên một lần. Quý bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 755 793 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm.